đây là phía trước đền thờ ông bà chủ chợ Đỗ Công Tư tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại thủ phủ của vùng đất Sen Hồng, tỉnh Đồng Tháp, đó chính là thành phố Cao Lãnh, để tham dự và ghi hình chia sẻ với các bạn hoàn cảnh của buổi lễ, lễ giỗ hết sức hoành tráng và long trọng, có thể gọi là lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp, đó chính là lễ giỗ ông bà chủ chợ Đỗ Công Tương. Khi về đến thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nhắc đến ông bà chủ chợ Cao Lãnh, ai ai cũng sẽ nhớ nghe đến ông bà Đỗ Công Tường với lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc. Với những người làm nghề kinh doanh, mua bán thì lại càng tôn trọng, ngưỡng mộ hơn, vì họ luôn tin rằng sự buôn may bán đất, gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh, làm ăn phát đạt chính là nhờ sự phù hộ độ trì của vợ chồng ông bà. Theo sử sách ghi lại, ông Đỗ Công Tường là người gốc miền Trung, theo gia đình di cư vào Nam vào thời các chúa Nguyễn, cách nay hơn 200 năm. Ông Đỗ Công Tường, tục danh là Lãnh, cùng vợ đến lập nghiệp tại thôn Mỹ Trà dưới thời Vua Gia Long. Nhờ tính chăm chỉ, cần cù, khai khẩn đất quan, trồng vườn tược, không bao lâu sau, ông bà đã trở nên khá giả từ quê lợi của khu vườn quýt. Vườn quýt của ông bà là nơi rộng rãi, mát mẻ, lại thuận tiện cả đường sông lẫn đường bộ, nên người dân trong làng thường họp nhóm ở đây để buôn bán, trao đổi hàng hóa, lần lần trở nên đông đúc và hợp thành chợ. Vốn sẵn tính tốt hay giúp đỡ bà con chòm xóm, ông bà bàn nhau che cất liều, những chiếc chòi, chiếc liều bằng tre lá nơi vườn quýt của ông bà, để có chỗ cho bà con mua bán mà không lo việc mưa nắng. Lần hồi thì các nơi khác, chẳng hạn như là bên chợ Thành Hòa, tức là chợ Hòa An hiện nay, cũng dời qua, làm cho nơi này trở nên tấp nập và đông đúc hơn, hình thành trở nên khu chợ Dường Quýt.
dân chúng quanh vùng ai cũng đều quý mến ông bà. Thấy ông có tính cương trực lại có học thức nên người dân trong làng cử ông giữ chức câu đương. Câu đương đây có nghĩa là trông coi việc phân xử những vụ tranh chấp trong làng. Từ đó người dân quen gọi chức vụ và tên tục của ông là câu lãnh. Trong khu chợ cũng trong khu chợ Dường Quýt thì cũng được người dân gọi là tên của ông, như là chợ ông Câu hay là chợ Câu Lãnh. Tuy nhiên vào năm Canh Thìn năm 1820, địa phương này đã xảy ra một trận dịch bệnh, đó chính là dịch tả rất là nghiêm trọng, làm cho nhiều người chết. Tại thôn Mỹ Trà, chính là tại chợ Câu Lãnh hiện nay, người dân bị mắc bệnh dịch tả chết rất là nhiều, ngày nào cũng có người chết, có nhiều gia đình người thân chết gần hết. Chính vì vậy hai ông bà Đỗ Công Tường cùng lo tìm thầy thuốc, một mặt lo tìm thầy thuốc cứu chữa cho bá tánh, một mặt cầu khẩn trời Phật cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Ông bà xin nguyện sẽ chết thế cho dân. Vào ngày mùng 6 tháng 6 năm Canh Thìn, tức là năm 1820, ông bà tắm gội sạch sẽ, lập bàn hương án giữa trời để cầu khấn, nguyện ăn chay nằm đất 3 ngày để tỏ lòng thành. Vào tối ngày mùng 9 tháng 6 thì bà qua đời. Đang lo tang lễ cho bà thì ông cũng phát bệnh và qua đời ngay sau đó vào ngày mùng 10 tháng 6. Người dân ở đây cảm cái nghĩa cử cao đẹp của ông bà nên lo chôn cất cẩn thận. Sau khi ông bà mất ít lâu thì cơn bệnh ngặt nghèo, cơn dịch bệnh cũng đã dần dần dứt hẳn. Tưởng nhớ đến công ơn và sự hy sinh đó, người dân cùng nhau dựng ngôi miếu thờ ông bà bên rạch Thầy Khâm, còn gọi là miếu ông bà chủ chợ. Từ đó chợ ông Câu được gọi là chợ Câu Lãnh, và lâu ngày thì người dân cũng gọi trại thành chợ Cao Lãnh cho đến ngày nay. Đồng thời thành lập hội cúng tế, cúng bái, di tu và bảo dưỡng công trình và xây dựng khang trang cho đến ngày hôm nay. Và năm 1935, vua Bảo Đại sắc phong cho ông bà là Dực Bảo Trung Linh Hưng Phò Chi Thần. Đây cũng là bằng chứng lịch sử có giá trị về công lao của ông bà Đỗ Công Tường đối với vùng đất Cao Lãnh. Và địa danh ấy đã tồn tại hơn 200 năm nay. Hàng năm, lễ giỗ của ông bà được diễn ra vào ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch hàng năm, được người dân tổ chức hết sức trang trọng và thu hút đông đảo khách hành hương từ khắp nơi đổ về để chiêm bái. Đền thờ ông bà ngày nay tọa lạc tại đường Lê Lợi, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 8 tháng 7 năm 2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng khu mộ và đền thờ ông bà Đỗ Công Tường là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đền thờ ông bà là nơi lưu dấu tiền nhân, thời kỳ khẩn quan lập ấp của vùng đất Cao Lãnh nói riêng và Nam Bộ nói chung. Di tích thể hiện tín ngưỡng của nhân dân đối với bậc tiền nhân đã có nhiều công lao đối với quê hương đất nước, và cũng là nơi lưu giữ giá trị vật chất tinh thần của người dân vùng đất này. Ngay sau đây, mời các bạn cùng xem một số hình ảnh cho công tác chuẩn bị lễ giỗ lần thứ 203 của ông bà chủ chợ Cao Lãnh Đỗ Công Tường tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Tại đây là tại khu hậu cần nha các bạn, khu bếp. Các cô cũng đang làm các món chay. Trước là cúng, sau là đãi khách thập phương. Mình quay sơ qua cho các bạn xem. Khu bếp thì mình thấy được làm rất là khang trang. Mình thấy là tường được dán gạch rồi rất là sạch sẽ các bạn. Các cô cũng ngày mùng 7 thôi mà các cô cũng đã đến đây để hỗ trợ với ban tổ chức để chuẩn bị những phần cơm chay để đãi khách thập phương nha các bạn. Đây có các cô đây.
Cô cho tham gia buổi lễ là mình diễn ra là bữa nào cô? À, 7, 8, 9, 10. Vậy là bắt đầu là bữa nay. Bắt đầu là bữa nay. Nhưng mà nghe là lễ chính thức là ngày 9, ngày 10 phải không? Chính thức là ngày 9, ngày 10. Dạ. Hôm nay là mình nấu phần nấu, bữa nay là ngày mai đãi. Dạ. Cái này là mình ở đây đãi món gì cô? Bây giờ chưa có món nè. Dạ. Nhưng mà thường là chuẩn bị là mình có là cơm chay. Dạ. Rồi món kho. Dạ. Rồi món qua vườn. Dạ. Như là mình chuẩn bị vậy đó. Dạ. Đó là chủ yếu là cơm hả cô? Cơm. Dạ. Cô cũng gần đây luôn không? Ở đây, ở chợ Duy Mỹ. Dạ, vậy là năm nào cô cũng tới phụ vậy. Dạ. À, thân chúc các cô có thật là nhiều sức khỏe để cùng lo cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. Dạ, con chào ạ. Vậy thôi, chị cũng giúp chú quay cho đẹp lên đài nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ rời nhà bếp, mình đến chỗ khu vực gói bánh nha các bạn. Mình nghe các cô cũng chia sẻ là tại khu vực bếp này không gian cũng không có rộng lắm, nên là mọi người sẽ gói bánh tét ở xung quanh, rồi sau đó là sẽ mang đến để chuẩn bị cho buổi lễ. Đây là khu vực nhà bếp. Và sáng hôm nay thì trời mưa, sáng sớm bắt đầu mưa rồi các bạn. Đây. Tuy nhiên thì mọi người vẫn tất bật đến để phụ giúp với ban tổ chức các khâu hậu cần. Đây chính là điểm gói bánh tét nha các bạn. Điểm gói bánh tét để chuẩn bị cho lễ giỗ ông bà chủ chợ Cao Lãnh, Đỗ Công Tường. Đây là một hộ dân thôi, một hộ dân sống tại chợ Cao Lãnh. Theo cô chia sẻ thì năm nào cô cũng tổ chức gói bánh tại đây. Các cô, các chú, các anh chị thì ai có gì thì sẽ góp nấy. Dù người có nếp thì góp nếp, có đậu thì góp đậu, rồi có chuối thì góp chuối, dừa góp dừa. Rồi và cùng ra công, chung tay góp sức để tạo nên được những đòn bánh thơm ngon. Trước là dâng lên trong ngày giỗ của ông bà, và sau là đãi khách thập phương đến dự lễ giỗ của ông bà. Chị là chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ. Dạ, hai anh chị đây. Rồi mình dự kiến là gói được bao nhiêu bánh tét hả chị? Chắc cũng 2.000 bánh tét hay gì đó. 2.000 bánh tét. 2.000 hả chị? Ủa mình có bánh tét không? Có bánh nào khác không? Có bánh ít chứ, bánh tét thôi. Có bánh ít nữa. Dạ, bánh ít gói hơi cực ha. Đây là các anh chị đang chuẩn bị phần nhân nha các bạn. Phần nhân để cho này nhân bánh ít hả chị? Đây các cô chuẩn bị chuối nha các bạn, gói bánh tét nhân chuối. Rồi cái phần nhân đậu xanh vừa rồi đó là chị có chia sẻ là để gói bánh ít nha. Ủa mình này là để gói bánh ít không, chứ mình không có gói bánh tét nhân đậu. Dạ, vậy bánh tét mình gói nhân chuối ha. Dạ. Sáng mùng 7 thì mọi người rất là tất bật các bạn. Mặc dù trời mưa, sáng giờ là mưa tầm tã luôn, nhưng mà mình thấy là mọi người cũng đã tập trung đến điểm gói bánh tét. Thời điểm này nhà một người dân thôi các bạn, ở bên cạnh đền thờ của ông bà chủ chợ, để gói bánh phục vụ cho phần lễ. Các cô đang chuẩn bị phần nhân để gói bánh tét nha bạn. Vậy là mình bánh tét mình có hai loại, nhân chuối và nhân đậu. Dạ. Đây có gói bánh ít nha các bạn. Đây, đây các chị đang chuẩn bị nhân bánh ít cái tròn tròn đây. Bà hai ơi. Đây câu gói bánh tét nha các bạn. Các cô đang gói bánh tét đây. Cầu không có cầu
cầu Đình Trung ở cầu Hòa Bắc Bình, ở cầu Hòa chuẩn bị nắp gối, nắp gối cho xong văn tét, còn mình cưng ra ngoài lộ ngoài đi. Đây, các cô đang buộc bánh nha các bạn. Phần bánh gói xong mình sẽ buộc lại, rồi sau đó là đưa vào nồi nấu. Không gian chúng ta cũng không có được rộng lắm, nhưng mà mọi người phải nói là làm việc với khí thế rất là khẩn trương nha các bạn. Mặc dù là trời đây là cũng mưa rất là dữ dội luôn, nhưng mà các cô cũng đến đây đúng giờ. Các cô, các chị, kể cả những em trai này, các em trai cũng đến để hỗ trợ khâu gói bánh. Cái đó nhưng cô năm nào cũng cho mượn điểm ở đây để gói bánh vậy hả cô? Nhà không có mượn điểm. Dạ, vậy là từ nào giờ tại nhà cô là sẽ tổ chức gói bánh để phục vụ lễ. Không có một điểm được, tại mẹ mất rồi, giờ chỉ còn là tại tất cả những người này là ủng hộ hết. Dạ, vậy là các cô, các anh chị đến là phụ. Gói vừa ủng hộ luôn. Dạ. Người đường, người dầu, người bột, người nếp. Dạ. Đầy đủ, có đầy đủ. Dạ. Ai có gì thì mang đến cái nấy hả cô? Dạ. Người ăn, người nước đá, người chuối. Rồi tự ra công rồi gói với nhau. Dạ. Thằng có, thằng cũng mong bà. Dạ, rồi con chúc cô có thật là nhiều sức khỏe để cùng lo cho buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp nha cô. Dạ, cảm ơn. Đây các bạn nhìn thấy hình ảnh đây chính là chợ Ngã Tư Đèn Dầu, một ngôi chợ được tái hiện lại ngôi chợ xưa. Những quầy sạp được làm bằng cây, bằng lá để phục vụ cho khách thập phương khi đến đây. Ngôi chợ được xây dựng trên đường Nguyễn, đường Lê Lợi các bạn, đường Lê Lợi, khu vực phía trước đền thờ ông bà chủ chợ Cao Lãnh, Đỗ Công Tường. Và hiện bây giờ thì khu vực phía trước này ngoài chợ Ngã Tư Đèn Dầu thì các bạn có thể là nhìn thấy đây là khu vực trưng bày mà ban tổ chức chuẩn bị để cho khách thập phương đến đây chúng ta có thể là chiêm bái, chiêm ngưỡng những tiểu cảnh và những ngôi nhà xưa. Do tình hình thời tiết rất là xấu các bạn, mấy ngày nay mưa liên tục luôn, nên là ngày hôm nay là ngày mùng 7 thì lễ chính thức được diễn ra vào ngày 9 và ngày 10. Tuy nhiên thì thường thì khách thập phương đến, tranh thủ đến sớm các bạn, đến trước khoảng ngày 7, ngày 8 là đã tập trung chuẩn bị đến đây để tham quan và ghé đền thờ của ông bà để dâng hương. Và đây là mình thấy là có một tiểu cảnh, đó là ruộng lúa
ruộng lúa và ao sen. Hiện bây giờ thì các anh các chú nghệ nhân cũng đang hoàn tất những tiểu cảnh, những công trình của mình. Đây là những không gian xưa nha các bạn, những không gian xưa. Phần mái lá mình thấy nó lợp xong rồi, còn trang trí xung quanh. Phía bên kia thì các anh cũng đang cắt cây rồi làm tất bật hết. Trời mới vừa bớt mưa thôi các bạn, mới bớt mưa thôi là các chú các anh cũng tranh thủ ra để làm việc liền. Đây các bạn tái hiện lại, đây là những hình ảnh tái hiện lại vườn quýt của ông bà chủ chợ xưa. Rất là nhiều các bạn, hồi xưa là vườn quýt của ông bà trồng nguyên khu vực này luôn. Rất là tươi tốt. Đây chỉ là mô hình thôi để chúng ta tưởng nhớ lại năm xưa. Tại đây có những vườn quýt như thế này. Và được ông bà cho cất những liều, những mái che bằng tre lá để cho bà con đến đây có chỗ trú mưa trú nắng và có thể là buôn bán. Và dần dần trở thành ngôi chợ trù phú và phát triển mạnh như hiện nay nha các bạn. Trước đây thì ngôi chợ này mang tên là chợ Câu Lãnh nha các bạn. Câu Lãnh đây có nghĩa là ghép giữa hai chữ, đó là tên chức của ông, chức của ông và tên của ông. Ông được người dân tín nhiệm và nhờ ông giữ chức là câu đương, có nghĩa là phân xử những vụ kiện tụng trong làng. Và Lãnh là tên tục của ông. Dần dần thì người dân gọi trại chợ Câu Lãnh thành chợ Cao Lãnh cho đến ngày hôm nay. Đây các bạn có thể là nhìn thấy khu vực phía trước đền thờ của ông bà hiện bây giờ là đã được hoàn tất các khâu chuẩn bị, trong đó là cờ hoa và khâu trang trí cũng đang phía khu vực phía trước thì cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện nha các bạn. Còn phía trong đền thờ của ông bà đã được hoàn tất. Đây là khu vực giải lân sư rồng nha các bạn. Các đội lân sư rồng sẽ trình diễn tại đây nhân ngày giỗ lần thứ 203 của ông bà chủ chợ Đỗ Công Tường. Tranh cúp giải lân sư rồng, tranh cúp Đỗ Công Tường lần thứ nhất năm 2023. Đây là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Cao Lãnh các bạn, nhân ngày giỗ lần thứ 203 của ông bà chủ chợ Cao Lãnh Đỗ Công Tường. Ngay tại khu vực đường Lê Lợi luôn, ngay phía sau lễ đài. Đây chính là khu vực lễ đài. Hiện tại là các anh em trong ban tổ chức cũng đang lắp đặt nha các bạn. Nhưng mà thời tiết mấy ngày nay phải nói là mưa liên tục luôn. Sáng sớm cũng đang có mưa nữa nên gây cũng khá là nhiều khó khăn cho anh em. Và hiện tại là trời cũng đã bớt mưa nên các anh em cũng đang khẩn trương để hoàn tất cái công việc lắp đặt mái che. Hiện tại là mình thấy mái che đã lắp xong rồi nhưng mà chưa có kéo lên. Ở đây chính là trại cơm từ thiện Lâm Phú Quốc, được đóng tại trường tiểu học Lê Quý Đôn các bạn. Trường tiểu học Lê Quý Đôn trên đường Cách Mạng Tháng 8, cách đền thờ của ông bà chủ chợ cũng khoảng chừng hơn 100m thôi các bạn. Cũng khá là gần, chúng ta có thể đến đây ăn bún riêu hoặc là cơm chay. Tất cả đều là miễn phí, là không đồng hết nha các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình để chúng ta cùng vào bên trong. Đây là điểm để nước uống miễn phí nha các bạn, tại trường tiểu học Lê Quý Đôn. Do khu vực không gian ở phía trước đền thờ của ông bà chủ chợ không có đủ rộng nên là ở đây ban tổ chức bố trí những điểm để nước uống. Tại đây là sữa đậu nành, ở đây có sữa đậu nành nha các bạn.
xin bạch đi cô. Ai lấy bọc cho con bọc đi, tôi đứng ngoài mưa. Để trời đấy vậy. Bọc đứng ngoài mưa. À, ngoài sữa đậu nành thì mình thấy đây khu vực đây là đẩy đẩy gì cô? Đây đẩy gì vậy? Bún hả? À, đây đẩy bún chay các bạn. À, đây là tại trường tiểu học Lê Quý Đôn, cách đền thờ ông bà chủ chợ cũng khoảng 100m thôi các bạn. À, khu vực sân trường khá là rộng nên là các cô các chú sẽ đẩy bún tại đây. Đẩy bún ha, còn đẩy gì nữa không cô? Dạ, có đẩy cơm nữa. À, đẩy bún và đẩy cơm luôn nha các bạn. Ồ, có đẩy trái cây luôn hả anh? À, có ổi nữa nha các bạn. À, khu vực đẩy nãy em hỏi thăm mình nghe nói đẩy bún và đẩy cơm hả? Yeah. À, ở đây các anh đang chuẩn bị những phần trái cây nha các bạn. Đây mình thấy có những rổ ổi đây. À, đằng xa các bạn thấy là những chiếc nồi nấu cơm. À, mình thấy là sử dụng lò hơi các bạn, có một chiếc lò hơi. À, tiếp tục mời các bạn cùng xem một vòng tại khu vực đẩy cơm và đẩy bún trong ngày giỗ lần thứ 203 của ông bà chú chợ Cao Lãnh. Đây các cô chuẩn bị phần rau. Đây là rau này mình ăn cái gì vậy cô? Là bún riêu. Dạ. Đây rau muống bào các bạn. Dạ. À, không gian ở đây thì khá là rộng rãi các bạn, ở dưới nền cũng được lát gạch rồi nên là cũng khá là sạch sẽ. Mặc dù là trời mưa rất là lớn, sáng giờ mưa liên tục luôn nhưng mà các cô vẫn đến đây để hỗ trợ cho ban tổ chức lặt rau. Rồi chuẩn bị những phần cơm, những phần bún để đãi chúng ta khi đến dự lễ lễ giỗ của ông bà. Em thấy là có rau muống với bắp chuối giá. Đây rau muống bào các bạn. Đây các cô đang gọt nấm đây. Nấm này mình làm món gì vậy cô? Nói chung là làm các món chay. Dạ. Dạ. Ủa thì khu vực này mình đãi khách thập phương không hay là mình có đãi đại biểu ở đây không cô? Dạ. Ở đây các cô chuẩn bị món nấm để làm món lẩu chay hả cô? Dạ. À, vậy đang đãi là món bún chay. Dạ. Đây phần nấm rơm các cô đang chuẩn bị các bạn để đãi bún đây. Đây chúng ta có món bún chay. Đây những tô bún chay được các cô chuẩn bị rồi đây. À, đằng xa các bạn nhìn thấy đó là nồi nước dùng, gọi là nồi nước lèo để ăn bún chay. Ờ cái túi này là sao vậy anh? Túi này là vô cái này ra. Dạ vậy là ai không ăn tại chỗ thì có thể xin cái bọc xách đi luôn. Dạ. Dạ. Này bún riêu. Dạ, hay quá. Đây nếu các bạn không ăn tại chỗ thì các bạn có thể là nhận những phần bún riêu được các anh các chị đưa vô bọc như thế này nha các bạn. Đây các anh đang chuẩn bị món bún riêu nha các bạn. Nấu rau câu. Dạ nấu rau câu ha. Rau câu dừa. Mang với chú cho là dùng nha. Dạ cảm ơn. Hàng năm con có biết ở chỗ này.
nên con đi quay xong cái là con đi ra ngoài tiệm con ăn hàng kiếm đồ chay khó lắm, nhưng mà bây giờ con biết ở đây rồi chắc chắn là con sẽ ra đây ăn. Vừa rồi mình cũng đã chia sẻ với các bạn một số hình ảnh cho công tác chuẩn bị lễ dỗ lần thứ 203 của ông bà chủ chợ Cao Lãnh, Đỗ Công Tương tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Và những video kế tiếp mình sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh của buổi lễ cho các bạn cùng xem, và sẽ tiếp tục cập nhật những điểm phát các nước và những điểm ăn uống miễn phí khi chúng ta đến tham dự lễ dỗ của ông bà. Và video này mình cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.